cá lóc giờ mình rửa sạch để ráo nha các anh chị và các bạn. Bây giờ là tới sắc tỏi gừng và hành lá, củ hành lá luôn nha các anh chị và các bạn, để mình ướp gia vị cá lóc mình hấp. Còn đây là quả bí, thật là công phu làm cái nồi bằng quả bí để mình hấp cá lóc nha các anh chị và các bạn. Đó là đường, tí xíu đường thôi nha, muỗng cà phê đường, tiêu cho cà vô cho bán tanh cá, muối, một muỗng muối đó thôi, ngọt. Xong, gia vị trộn đều lên. Sau cho 2 muỗng nước mắm. Rồi. Rồi cước cá. Khi nắng mình bỏ vô, giờ mình trộn nha, ớt cá khoảng nửa tiếng. Nhét miếng hành tỏi rồi vô cái bụng cá. Mình nhét những cái gia vị mình ớt mình massage đều đó, xong rồi những cái hành tỏi ớt gừng mình nhét vô bụng cá nha các anh chị các bạn, để cho nó thấm gia vị lúc mình hấp nó rất là ngon. Thì hôm nay hai anh em làm món cá lóc hấp, rồi còn gọi là tên gọi nữa là cá lóc núp lùm. Con này nhỏ nè. Lát rồi đậy vô dưới cái nắp rồi. Ừ, cái nắp tôi gọt rồi. Xong. Đấy, để đưa gia vị vô trong tổng luôn. Quá wow. Tắt đi, đưa lại nắp lại. Xong. Quen giờ cũng phải có cái gì tôi chụp nó vô. Để đi từ từ đi.
đâu có ăn liền đâu. Quá hấp dẫn luôn các anh chị và các bạn. Này là cá lóc nướng với bạc, còn là cá lóc hấp. Hai anh em đặt cho một cái tên là cá lóc lấp lụm, có nghĩa là Phúc Khang với anh của Phúc Khang biến tấu ra một vỏ bí, móc ruột ra, cái mình bỏ vào đó để mình hấp gia vị đầy trong đó luôn, thì mình đậy nắp lại. Hai anh em đặt tên gọi là cá lóc lấp lụm. Rồi đi hỏi cái yếu luôn, đau lòng. Vừa sạc vừa quay luôn. Thấy không chưa? Hấp dẫn quá bà con ơi. Lấy dao gọc xung quanh nè mới vẽ cá được. Không chưa? Bộ cái dĩa rau tôi nó lộn đầu luôn. Ăn luôn đi. Rồi ăn đi. Khai đào đi anh Thông, khai đào đi. Vì con xích qua đây, Thảo không ngồi đó luôn đi. Rồi, Thảo coi cho tô chung bánh chén hả? Tô nước chung bánh chén. Thôi đâu không? Lòng lấy tiếp. Cái hộp rồi rất lại cái hộp đi. Cái hộp vuông nãy đâu rồi, cái hộp vuông nãy đây nè. Kìa. Sao lăn. Thì bắt được rồi. Anh lắm. Thì hai hộp. Đổ nước ở đây. Cái đổ mẹ rồi đổ trong kia đi, cái đổ ở đây chảy tràn lan ướt. Này sao để kia lại đem. Đặt cúp. Nguyên nguyên bỏ cái mâm xuống. Lấy mâm ra đi để đựng nước. Quét hàng nước chén. Đổ nước chạy đây. Thôi thôi nước rồi, nước rồi. Đổ vô gốc cây lại đi. Trời trời, đổ nước nóng vô gốc cây. Cái đó nước gì? Nước nóng trong này chảy à. Bỏ đổ qua chừng này. Rồi. Lấy cái này. Phúc Khang đâu? Chào khán giả đó coi. Cái này bỏ đi. Đổ vô cây. Quá trời Nhi đẹp gái. Này này Phúc Khang có khách mời nè. Đây khách mời Nhí nè. Không biết ông muốn đi mắm nước mắm. Nước tương. Cái lửa hả Nhí? Nắng không tin con. Xích qua bên hàng hộp đi. Không mong hộp chứ bên xích qua cho con đó. Là đỡ nắng ra đây nó gọi. Giá lâu rửa xong. Kệ chút xíu à, ăn chút xíu xong rồi coi. Anh Thông làm cuốn mà khán giả coi. Đang làm. Em làm nước mắm cho thằng nó ăn. Thôi em về. Quá hạt. Có biết đâu, không biết ăn mắm đâu, nào mới biết. Không biết. Không biết rồi, đi sao muốn mà có ăn thành mắm đâu. Chào để cái đũa. Món này là ăn bóc nha, ăn ăn đũa cuốn không được nha. Cuốn nó chả. Thật rồi hả? Hãy xuất thật của đâu. Món sắp tới chưa? Đây, cá lóc núp hờ núp lùm. Của anh Nguyễn Minh Thông sáng chế. Thịt heo luộc. Bên đây là cá lóc nướng mái không dầu. Nướng bằng cuốn với bạc, nướng bằng nồi nướng không dầu. Chị Phương ngon không chị Phương? Đây, cho phát biểu rồi. Ăn không mà không phát biểu à, cảm nhận rồi. Quá. Xin mời quý khán giả chào ông bà cô chú nha, thử cái món cá nha, cá nước lầm. Nước bò xuống em. Ngon lắm. Ngon mà. Quay mà chảy nước miếng luôn.
mấy anh bạn nhỏ nó ngon không? Chưa bỏ hỏng chưa ăn sao biết ngon. Chưa ăn sao biết ngon, hay. Công nhận nhỏ phát biểu hay. Chưa ăn sao biết ngon. Sao sao cảm giác sao nè mấy con trai Bảo Lộc ngon không con, quay qua đây coi, trời ơi mất cỡ kìa. Ủa nào lá cốc vậy? Đó, hay nè. Phúc Khang nhỏ, Phúc Khang lớn nè, ngon không? Để người ta ăn đi. Này gấp qua đây con cá này ra mới ăn được thằng ấy chứ ghê nha. Sao gấp ra nó để cái bí lấy đào xẻ ra xẻ thẳng ra nó lo cá mâm đi, lo cá mâm đi, nãy đang lo được đó, lấy con nguyên con luôn hả? Ừ, đó, rồi, rồi đó. Dễ đó. Nghĩ sao ông kêu rồi cái nước này là nó ngon cải chờ luôn á nha, cho ông chờ cho cái nước chờ cho nước á, công phu đó, công phu cái nồi này nè, cái nồi bí này nè, bí này ngon, làm quá trời kiểu rồi. Đúng quá. Đưa chấm nè. Dạ kéo vào bấm nó. Kéo không đơn thương rồi. Phúc Khang quay phim mà nuốt ực nãy giờ. Phúc Khang xin mời cô chú và anh chị cảm nhận buổi hai anh em làm món cá lóc hấp. Cảm nhận hai anh em làm đánh giá để xem những cái món như thế nào. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem video. Phúc Khang cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn. Video của Phúc Khang cũng khá dài nên là Phúc Khang xin tạm dừng video ở đây. Các anh chị và các bạn xem video nhớ cho Phúc Khang một like, một đăng ký kênh ủng hộ nha các anh chị và các bạn. Hẹn các anh chị và các bạn những video tiếp theo. Phúc Khang xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.